Khi kẻ đều Trung Hoa cười nhạo thế giới, cả thế giới bàng hoàng tỉnh giấc và nhận ra sự thật nằm sau sự thật. Thành công lớn nhất mà Trung Quốc đạt được là đồ sứ, giấy và sự xối lửa. Như bức màn bị xé toang, một Trung Quốc nghèo đói cách đây hơn 20 năm đã từng được nước Mỹ cứu vớt qua những chính sách không thuế thời cựu Tổng thống Bill Clinton, nay đã trỗi dậy và hung hãn bất chấp lương tri. Thay vì mang ơn Mỹ và Âu Châu đã mang công ăn việc làm đến để nuôi dân đói nghèo của mình, thì Trung Quốc ngày nay đã làm cho người ta khiếp sợ vì tham vọng làm chủ bá quyền thế giới qua Covid-19. Triệt hạ đối thủ Mỹ và các nước giàu mạnh châu Âu là mục tiêu lớn của Trung Quốc. Vừa là đạo diễn kịch bản, vừa là diễn viên, Trung Quốc nghĩ ra mưu kế tạo ra coronavirus, thứ vũ khí sinh học giết chết nhân loại. Đây là một giả thuyết mà hiện nay rất nhiều người đưa ra, nhưng xem chừng rất phù hợp với tính cách của một nước Trung Hoa Cộng sản đang lớn mạnh. Chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc muốn giải phóng cả thế giới, chủ nghĩa Đại Hán muốn bành trướng đốt gọn nước khác. Hai thứ cộng lại thì chiếm nước Mỹ và mua rẻ châu Âu là điều không có gì ngạc nhiên. Như trong một bài phát biểu bí mật dành cho các cán bộ Đảng Cộng sản cấp cao gần hai thập kỷ trước, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tướng Chỉ Hạo Điền đã nói, chỉ bằng cách sử dụng vũ khí không phá hủy mà có thể giết chết nhiều người thì chúng ta mới có thể giành nước Mỹ cho chính mình. Vũ khí không phá hủy ở đây là vũ khí sinh học, là Covid-19. Nay các cơ quan tình báo một số quốc gia đã thu thập bằng chứng để đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế trong tương lai dựa trên tội làm cho thế giới khủng hoảng vì đại dịch. Trong thảm họa nhân tai, Trung Quốc đương nhiên cũng là nguồn cung cấp thiết bị y tế của một số quốc gia, và Trung Quốc bán chứ không phải viện trợ với giá cắt cổ. Nước Mỹ mênh mông kho hàng, vậy mà mới chống dịch thì các chợ Walmart, các cửa hàng thuốc khắp ở nước Mỹ đã không còn khẩu trang. Trong khi tới nay, người Mỹ vẫn chưa quen đeo khẩu trang, vậy ai là người đã đi gom lượng hàng không bao giờ thiếu này của Mỹ? Có ai nghĩ rằng đó là một kế hoạch không? Từ Mỹ nhìn những lô hàng made in China phải gọi là buồn tái tê, lòng tin không đủ tin tưởng về phẩm chất, cảm thấy lo sợ cho những lô hàng sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe người Mỹ trong thời điểm này. Toàn cầu mỗi ngày con số thiệt mạng khủng khiếp tăng vùn vụt vì con virus Vũ Hán. Tính đến ngày 3 tháng 4 giờ Hoa Kỳ theo thống kê, Mỹ có 274.000 ca nhiễm, 7.000 người thiệt mạng. Sự tê liệt hoạt động, khủng hoảng kinh tế kéo theo trên 6,6 triệu người nộp đơn thất nghiệp, đó là một con số kỷ lục cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Coronavirus làm biết bao gia đình rơi nước mắt, chưa những số phận mất mát chồng vợ, anh em con cái. Những trẻ thơ mất cha mất mẹ trong cuộc chiến Covid làm cho thế giới rúng động. Trung Quốc với tham vọng bá quyền dường như vô cảm trước những đôi mắt tuyệt vọng nhìn lên trời xin Chúa Phật cứu giúp. Tiếng vọng công lý bên trong sâu thẳm từ những người lãnh đạo Trung Cộng hoàn toàn không có, và họ cũng không biết mình đã trở thành thứ tồi tệ nhất trên quả đất này. Một nước Mỹ giàu có sắm 1 triệu máy thở không có gì khó, nhưng thật phi lý khi sắm chất đầy kho mà không biết chừng nào xảy ra đại dịch. Và chính người chỉ trích Tổng thống, chỉ trích nước Mỹ để thiếu dụng cụ y tế trầm trọng, thì bạn đã bao giờ luôn có sẵn 10 bao gạo 50 bao chất trong nhà, chờ đại dịch, hay cũng quýnh quáng giành giật mua như vừa rồi? Không một quốc gia nào nghĩ rằng mình phải dự trữ nguồn y tế quốc gia trong kho cả, nên khi cơn sóng thần viêm phổi Vũ Hán chết tiệt ấy ảo tới Mỹ, Pháp, Italia, Canada, Úc, Nhật, Tây Ban Nha, gần như toàn thế giới bị tê liệt. Các lãnh đạo tài ba trên thế giới rồi cũng phải chịu giá đơn đặt hàng cao ngất từ Trung Quốc bởi không còn sự lựa chọn nào khác. Trước mắt phải cứu sống dân mình, các nhà lãnh đạo phải mua hàng made in China dù mắc hay rẻ. Không ai tưởng nổi Trung Quốc ra giá mỗi máy trợ hô hấp 25.000 đô la Mỹ và New York phải mua 17.000 cái vì sự thiếu hụt trầm trọng. Hãy nhân lên số tiền ấy sẽ cảm thấy sốc, sốc cho sự bất nhân của Trung Quốc khi làm giàu trên cả mạng sống trên xác người. Chưa kể hàng tấn kiện hàng thiết bị y tế, thuốc khẩu trang, pha trộn kém phẩm chất, cô gái virus gây bệnh đổ vào một số quốc gia đã bị phát hiện thông qua sự lên tiếng của giới truyền thông. Cả thế giới phụ thuộc vào Trung Quốc trong tình trạng khủng hoảng. Một bài học đắt giá, nhìn ra thì đã muộn màng. Trung Quốc đã dùng chiến lược kinh tế một vành đai một con đường làm nhiều nước dính bẫy nợ, không thể trả nổi. Cuối cùng phải bán đất đai, tài sản quốc gia là giải pháp cuối cùng mà một số nước phải chịu. Nay Trung Quốc dùng coronavirus thực hiện âm mưu thôn tính thế giới cũng không lấy làm lạ.
Chỉ có người u mê mới không nhận ra sự thâm độc ấy qua thuyết chủ nghĩa xã hội mà Trung Cộng đang thành công gài vào nước Mỹ, tẩy não giới trẻ từ lâu trong giáo dục học đường. Họ đã cấy gián điệp trong nhiều lĩnh vực quan trọng đều có mục đích. Nhưng Trung Quốc giờ ra tay thế nào thì Mỹ cùng với các nước khác nhau sau trận dịch Covid sẽ có những sản phẩm chuỗi cung ứng từ chính quốc gia mình, đặc biệt là Made in USA. Những đơn hàng sẽ từ các nước khác như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan tạo công việc giúp kinh tế phát triển nước ấy. Các quốc gia sẽ có biện pháp mạnh mẽ chấm dứt sự lệ thuộc kinh tế nước tàu. Trung Quốc có thế nào thì Mỹ quốc vẫn không thể bị chìm như chiếc tàu Titanic. Hình ảnh nhạc công vẫn bình tĩnh, khúc đàn violon thiết tha trong cuộc sống vẫn còn đó. Đánh gục tinh thần Mỹ cho một nước Mỹ tự do Nhật Bản không phải dễ dàng. Trong thảm họa mới biết gian thương là ai? Đó cũng là câu trả lời vì sao Tổng thống Donald Trump phải chịu đựng kẻ thù trong và ngoài nước vây quanh muốn đánh gục. Ông không sai khi đã lên tiếng chuyển các nhà máy sản xuất về Mỹ, không phụ thuộc tàu. Tổng thống Trump cũng đã cảnh báo về sự nguy hiểm và đánh Trung Cộng thông qua cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Vì tương lai của nước Mỹ, Tổng thống Trump chịu đựng cay đắng trên mọi bước đường mình đi. Nhìn gương mặt buồn xuốn sắc kiệt sức của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm hôm nay mới thấy rằng, hóa ra làm người yêu nước phải trả giá. Cái giá quá đắt, có lẽ hàng triệu người trên thế giới lại rơi nước mắt vì ông. Thành công lớn nhất mà Trung Quốc đạt được là đồ sứ, giấy và rối lửa. 500 năm trước, Thiên Chúa Giáng Sinh, danh tướng Trung Hoa Tôn Tử đã viết trong cuốn Binh Pháp của ông rằng, nghi binh và lừa dối giỏi là đảm bảo của thành công. Từ đó đến nay thế giới vẫn không thông minh hơn trò chơi với tàu, ngược lại là khác. Sự bùng nổ dịch bệnh corona cho chúng ta một nhận thức đau lòng tột cùng. Mảnh đất của những nụ cười đang lừa gạt chúng ta, đang cười nhạo về mặt thế giới, hết lần này đến lần khác. Trong 2 tuần, các nhà lãnh đạo nhà nước và đảng ở Bắc Kinh muốn giữ sự bùng phát của dịch corona ở Vũ Hán cho chính họ và che đậy bằng mọi cách. Bây giờ Bắc Kinh tuyên bố rằng corona không đến từ Trung Quốc mà đến từ nước ngoài. Trung Quốc vẫn sống theo cách đó và dối trá. Điều cay đắng là trong nhiều tuần, Đức chẳng làm gì khi thấy Trung Quốc ngụy trang con coronavirus của họ. Không có biện pháp cản trở người dân Trung Quốc vui vẻ du lịch đến đất nước chúng ta. Thậm chí vỗ tay khen thời gian xây dựng kỷ lục một trong những bệnh viện dã chiến. Một số là những người bị lừa, và có những người khác là những người thích bị lừa, dễ chịu hoặc có tiền, hoặc cả hai. Bởi vì Volkswagen bán hàng triệu xe hơi mỗi năm tại Trung Quốc, ông chủ của Volkswagen không muốn biết về các trại cải tạo mà Trung Quốc giam người Duy Ngô Nhĩ và những kẻ được cho là thọc gậy bánh xe. Trong khi hàng ngàn người mỗi ngày trong các trại cải tạo bị tra tấn, thì đa số người bên ngoài vẫn tin giọng lưỡi chính thức dối trá rằng đó là các cơ sở giáo dục. Vì nước Đức thất bại trong việc phát triển các công nghệ của riêng mình, Huawei được phép xây dựng công nghệ 5G ở đây, bất chấp tất cả các cảnh báo từ các cơ quan tình báo, chính phủ Đức vẫn tin vào lời hứa của Trung Quốc rằng Đức chắc chắn sẽ không bị theo dõi. Hứa danh dự. Đại dịch này là bài học đắt giá để cho cộng đồng châu Âu không cho phép quay lại với thế giới cũ, đặt câu hỏi về vai trò của Trung Quốc trong tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 31 tháng 3, phát biểu trong chuyến đi thăm nhà máy sản xuất khẩu trang tại Saint Barthélemy Angers, Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh rất rõ ràng, rành mạch. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta hôm nay là cho ra những sản phẩm tại Pháp. Từ giờ cho đến cuối năm, chúng ta sẽ sản xuất ra những sản phẩm 100% chất lượng của Pháp trên đất Pháp. Chúng ta phải hoàn toàn tự chủ, thành phần, trọn vẹn. Ngày mai sẽ không còn là ngày hôm qua, phải rút ra bài học từ những hậu quả này. Song chấm xuống dòng, chàng đều Trung Hoa hãy hốc những miếng cuối cùng nước Pháp của châu Âu đi, ngày mai chú đi chỗ khác kiếm ăn. Đúng, chỉ có một điều có thể tin vào Trung Quốc, trên đường vươn tới siêu cường, lời nói dối của họ không phải là sự lừa dối cuối cùng của thế giới, điều này tùy thuộc vào cách chúng ta đối phó với gian dối của họ. Thông tin sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức của ngày hôm nay. Các bạn nhớ đừng quên ấn like và đăng ký kênh để theo dõi những tin mới nhất để ủng hộ kênh nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.